Vào ngày 13 tháng 10 năm 1995, tại thành phố Columbia, tiểu bang Nam Carolina, đó là một buổi chiều thứ sáu yên bình đang diễn ra, thì ba tên cướp có vũ trang đột nhiên xuất hiện và sẵn sàng biến cuộc sống của gia đình Shaw trở thành một cơn ác mộng. Parker Shaw đang cố gắng mở cửa gara và không hề ai biết rằng ngôi nhà của mình sắp trở thành một chiến trường. Ông bị phục kích và bị trói bởi những kẻ có súng. Nỗi kinh hoàng của Parker ngày càng tăng lên khi vợ và cháu gái của ông cũng bị bắt làm con tin. Lúc này, Amy Shaw, một nhân viên ngân hàng vừa đi làm về sau một ngày dài. Tim cô đang đập thình thịch khi bị Greed Buck, kẻ chủ mưu đứng sau âm mưu quỷ quyệt này, lôi vào trong nhà. Cô bị ép buộc phải hợp tác. Amy lái xe đưa cho Buck đến ngân hàng nơi cô làm việc, trong khi hắn dùng súng đe dọa cô. Buck đã lấy được hàng nghìn đô la từ két sắt và một đêm kinh hoàng đã diễn ra với gia đình của Shaw như vậy. Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu. Cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ được hai tên đồng phạm, nhưng Buck đã tỏ ra là một kẻ khó lường. Sau lần bị bắt đầu tiên, hắn đã dàn dựng một cuộc vượt ngục táo bạo. Với vụ cướp và trốn chạy của hắn thu hút sự chú ý của cả nước, khiến hắn trở thành một trong những tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất ở nước Mỹ. Ngay cả sau khi bị bắt lại, sự xảo quyệt của Buck vẫn chưa dừng lại. Hắn ta đã vượt ngục nhiều lần, mỗi lần đều táo bạo hơn lần trước, khiến các cơ quan chức năng phải tiến hành một cuộc truy lùng trên toàn quốc. Đây chính là câu chuyện có thật về cuộc săn lùng một trong những tên tội phạm táo tợn và bất chỉ nhất ở nước Mỹ. Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 13 tháng 10 năm 1995 tại Nam Carolina, một nơi vốn nổi tiếng với không khí thanh bình và tinh thần cộng đồng gắn kết. Đó là một buổi chiều thứ sáu, thường là thời điểm mọi người vừa mới tất bật kết thúc công việc trong tuần, vừa háo hức chờ đón những ngày cuối tuần thư giãn. Vào những ngày như thế, người ta thường thấy cảnh người qua kẻ lại trên đường phố, các quán hải sản đông đúc với những gia đình quây quần bên bữa ăn. Trường học đã tan học, xe buýt chở học sinh nườm nượp trên đường. Parker và Barenso vừa đón cháu gái là Brianna từ trường đi về. Mẹ của Brianna là Amy Shaw, làm việc tại một ngân hàng nên được gửi con cho ông bà, trông nom là điều dễ hiểu. Công việc của nhân viên ngân hàng thường bị bận rộn và đôi khi là tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là nguy cơ bị cướp, điều mà Amy sắp phải đối mặt bởi những tên cướp ngân hàng liều lĩnh. Khi về đến nhà, Parker cố mở cửa gara bằng điều khiển từ xa nhưng không thành công. Ông ấy nghĩ đó chỉ là một trục trặc thông thường của thiết bị điện tử và quyết định vào nhà để mở cửa gara từ bên trong, trong khi vợ và cháu gái vẫn đợi trong xe. Không may là ba tên cướp có mặt nạ đã ẩn nấp sẵn trong nhà. Một trong số chúng là Greed Buck, kẻ sau này sẽ gây ra hàng loạt vụ cướp ngân hàng. Ngay khi Parker vừa bước vào, ông đã bị chĩa súng vào người và bị trói bằng băng dính. Bên ngoài, vợ ông vẫn đang chờ đợi. Khi mất kiên nhẫn, bà quyết định vào nhà xem chuyện gì đã xảy ra với chồng. Khi bà đang tiến về phía trước cửa, cửa gara bỗng mở ra và một tên cướp đã xuất hiện, chĩa súng vào người phụ nữ, ra lệnh cho bà và cháu gái vào trong nhà nơi chồng bà đang bị giam giữ. Đến đây, tình hình đã trở nên hỗn loạn. Bọn cướp lục soát khắp nhà tìm kiếm tiền bạc và đồ quý giá. Sau khi lấy được tiền và thẻ tín dụng của vợ chồng Shaw, tên cầm đầu Buck đã thông báo rằng chúng thực sự đang chờ đợi con gái của họ là Amy để lấy số tiền trong ngân hàng nơi cô làm việc. Thật bất ngờ, bọn cướp đã nói rằng chúng sẽ đợi Amy về. Có vẻ như chúng đã nắm rõ thói quen sinh hoạt của Amy, biết giờ cô đi làm về nhà. Chúng cũng chắc chắn rằng cô sẽ không ở lại làm việc muộn vì bất kỳ lý do gì. Sau khi giữ gia đình Shaw ở trong một phòng ngủ hơn 1 giờ đồng hồ, khoảng 7 giờ tối, tên cầm đầu cùng với một tên khác đưa Brenda ra khỏi phòng khách. Ý đồ của chúng là rất rõ ràng, chúng muốn theo dõi Amy Shaw, người đang dự đoán là sắp trở về nhà. Trong khi đó, tên thứ ba vẫn ở lại phòng ngủ canh chừng người đàn ông và cô cháu gái nhỏ để đảm bảo rằng họ vẫn tuân thủ và giữ im lặng. Trong phòng khách, tên cầm đầu bắt đầu mở cửa sổ về phía trước, quan sát đường phố để tìm dấu hiệu của Amy khi cô trở về nhà. Không lâu sau, xe của Amy đã đỗ ở trước căn hộ. Mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, cô nhanh chóng tiến về phía trước cửa, háo hức muốn vào nhà. Nhưng có một điều gì đó khiến cô cảm thấy kỳ lạ ngay lập tức. Cửa đã bị khóa, một điều hiếm khi xảy ra vào giờ này. Tình huống bất thường này đã khiến Amy cảm thấy lo lắng. Bản năng mách bảo cô rằng đã có chuyện không ổn bên trong nhà. Trong khi Amy đang đứng bên ngoài, cô cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra, dòng suy nghĩ của cô đột ngột bị gián đoạn. Tên cầm đầu của nhóm cướp bất ngờ mở cửa, túm lấy cô và kéo vào bên trong. Sự việc đã xảy ra quá nhanh, khiến cho Amy bị choáng váng trong giây lát. Tên cướp đã không lãng phí thời gian, ngay lập tức khẳng định quyền kiểm soát của hắn. Hắn cho Amy biết rằng hắn đã theo dõi gia đình cô một thời gian, nghiên cứu kỹ lưỡng thói quen và lịch trình hàng ngày của họ để chờ đợi thời điểm hoàn hảo để ra tay. Sau khi kết thúc phần giới thiệu ngắn gọn, tên cướp đã chuyển trọng tâm sang mục đích thực sự của chúng, đó là lấy được thông tin bảo mật của ngân hàng nơi Amy làm việc. Hắn bắt đầu tra hỏi cô về những thông tin cụ thể về hoạt động của ngân hàng. Lúc này, tim Amy đập thình thịch, nhưng cô nhớ lại bài huấn luyện trước khi làm việc tại ngân hàng. Cô biết rằng trong tình huống đối mặt với kẻ cướp có vũ trang, cách tốt nhất là giữ bình tĩnh và hợp tác. Hoảng loạn hay chống cự chỉ có thể làm tình hình trở nên nguy hiểm hơn.
Dựa vào bài học này, Ami đã cố gắng bình tĩnh và quyết định tuân thủ theo yêu cầu của bọn cướp, hy vọng rằng làm như vậy có thể bảo vệ được gia đình và tạo cơ hội để thoát thân hoặc được giải cứu. Khi tên cầm đầu đòi biết cách mở két bạc, Ami đã cẩn thận giải thích rằng việc mở két đòi hỏi hai mã số riêng biệt và cô chỉ biết một trong số đó, mã số thứ hai do một nhân viên khác đang nắm giữ. Với thông tin này, tên cầm đầu nhận ra mình đã gần đạt được mục tiêu. Nhận thấy việc tiếp cận két bạc đã trong tầm tay, hắn quyết định đã đến lúc phải đến ngân hàng. Tuy nhiên, trước khi rời đi, Buck đã đưa ra hai lời cảnh báo nghiêm khắc với Ami. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm báo động cho cơ quan chức năng sẽ khiến gia đình cô lâm vào nguy hiểm tức thì. Khi ấy, bọn cướp vẫn đang giam giữ bố mẹ và con gái của cô. Ami hoàn toàn nhận thức được mối đe dọa đang treo lơ lửng trên đầu những người thân yêu của mình và biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hợp tác. Cô vẫn giữ bình tĩnh, quyết tâm làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ gia đình của mình. Với trái tim đập dồn dập, cô chuẩn bị rời khỏi căn hộ cùng Buck. Khi bước ra ngoài, Buck đã rất cẩn thận, thận trọng tránh gây chú ý. Hắn ta tháo mặt nạ ra, giả vờ như một người bình thường đi cùng Ami. Hắn ngồi bên cạnh cô trong xe để đảm bảo rằng không có gì bất thường đối với bất kỳ ai có thể nhìn thấy họ. Với Buck ngồi bên cạnh, Ami đã lái xe đến ngân hàng nơi cô làm việc. Mỗi vòng quay của bánh xe đưa họ đến gần hơn với cuộc đối đầu nguy hiểm bên trong két bạc. Trong suốt chuyến đi, hắn ta liên tục chĩa súng vào người của Ami. Ami đã lái xe qua sông Savannah từ Nam Carolina sang Georgia. Cô trong tình thế vô cùng căng thẳng, đầu óc nặng trĩu lo âu về sự an nguy của gia đình. Tuy nhiên, Ami biết rằng cô phải giữ bình tĩnh và tỉnh táo để tránh mắc sai lầm có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Khi họ đến gần với ngân hàng, Buck đã ra lệnh cho Ami lái xe chậm quanh khu vực. Hắn cẩn thận quan sát xung quanh, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của nhân viên khác, nhân viên bảo vệ hay là khách hàng. Hắn đã nhận thức rõ ràng rằng sự xuất hiện của người lạ có thể phá hỏng kế hoạch của mình. Tuy nhiên, Ami đã có một bước đi táo bạo. Thay vì đi thẳng đến lối vào, cô đã cố tình đỗ xe bên cạnh máy ATM. Động thái này của cô được tính toán kỹ lưỡng, cho biết rằng máy ATM có camera an ninh ghi lại mọi thứ trong tầm nhìn, bao gồm cả khuôn mặt của những người đến gần đây. Vì vậy, cô đã đặt khuôn mặt của Buck trực tiếp trước ống kính camera, hy vọng rằng camera sẽ chụp được hình ảnh rõ nét của kẻ bắt cóc mình. Cô biết đây có thể là cơ hội duy nhất để lại manh mối nhận dạng gã đàn ông này khi thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Ngay khi Buck nhận thấy mọi thứ an toàn, hắn ta ra lệnh cho Ami lái xe đến cửa sau để họ có thể vào ngân hàng mà không bị chú ý. Tuy nhiên, hắn ta cảnh báo cô phải giải thích tất cả hành động của mình để cho hắn ta chắc chắn cô không cố gắng báo động cho bảo vệ. Khi cả hai đã vào bên trong ngân hàng, Ami làm theo chỉ dẫn trước đó của hắn, chỉ cho hắn thấy hệ thống báo động mà cô có thể vô hiệu hóa. Khi họ đến trước cửa két sắt, cô nhắc lại với hắn về mã số thứ hai của một người đồng nghiệp cô đang nắm giữ. Nhưng Buck lại rất ít quan tâm đến bước cần thiết để lấy được mã số đó. Tất cả những gì hắn muốn là vào được bên trong két sắt. Nếu không thì gia đình của Ami sẽ gặp nguy hiểm ngay lập tức. Trở lại với ngôi nhà, bọn cướp đã di chuyển gia đình của Shaw ra phòng khách để họ có thể theo dõi cửa trước. Trong khi gia đình của Shaw vẫn giữ bình tĩnh, họ hy vọng sớm được xả tự do. Nhưng đêm cứ kéo dài, như thể họ đã trải qua hàng năm trời. Đột nhiên, một tiếng súng nổ vang lên, một trong những tên cướp đã vô tình bóp cò khẩu súng. Âm thanh đó đủ lớn để đánh thức hàng xóm đang ngủ. Tuy nhiên, thay vì có một người hàng xóm đến nhà Shaw để hỏi thăm về tiếng động, một chiếc xe lạ được nhìn thấy đang tiến đến ngôi nhà. Hóa ra, đó là anh rể và chị gái của Ami cùng với con gái nhỏ của họ đã đến thăm. Lúc này, cửa trước đã được mở khóa. Ngay khi cả ba bước vào bên trong nhà, bọn cướp đã bắt giữ họ làm con tin. Giờ đây, đã có 6 con tin ở trong nhà. Tại ngân hàng, Buck đã ra lệnh cho Ami gọi điện cho đồng nghiệp để lấy mã số còn lại. Đồng nghiệp của Ami đang chuẩn bị đi ngủ thì có điện thoại reo. Cô ấy ngạc nhiên khi nghe tin Ami yêu cầu mã số. Ban đầu cô ấy do dự, nhưng khi Ami nói rằng bọn cướp đang giữ gia đình cô làm con tin, cô ấy nhận ra mình là người duy nhất có thể cứu Ami và gia đình của cô. Trong khi họ vẫn đang nói chuyện, Buck đã giật lấy điện thoại từ tay Ami, đe dọa người ở đầu dây bên kia nói rằng hắn sẽ tự đến lấy mã số nếu như cô ấy không cung cấp. Trước lời đe dọa đó, cô ấy đã đưa ra mã số thứ hai cho Ami. Tuy nhiên, Buck vẫn yêu cầu người phụ nữ giữ máy để tránh cô ấy gọi cho cảnh sát. Lúc này Ami mong đợi rằng mã số thứ hai sẽ giải quyết mọi chuyện, nhưng không phải như vậy. Ami đã nhập lần thứ hai của mã số nhưng két sắt vẫn không mở. Lúc này Ami càng thêm sợ hãi. Tên cướp nghĩ rằng đồng nghiệp của Ami đã đưa cho họ mã số sai, nhưng Ami đã cố gắng nhập lại mã số. Lần này cô đã tập trung và cuối cùng cửa két đã được mở. Tên cướp sau đó đã yêu cầu Ami xác định thùng chứa tiền mồi. Những tờ tiền được đánh số thứ tự sẽ dễ bị theo dõi. Hắn ta bỏ qua số tiền đó và lấy những thùng tiền khác. Hắn ta bắt đầu nhét tiền vào túi, tổng cộng đã có 86.000 đô la. Khi đã xong, hắn yêu cầu Ami gọi điện cho bố mẹ cô bằng một đường dây khác. Ngay khi có người nhấc máy, Buck đã ra lệnh cho đồng bọn rời khỏi ngôi nhà vì nhiệm vụ đã hoàn thành. Buck lập tức rời khỏi ngân hàng. Tiếp theo, Ami đã kích hoạt hệ thống báo động để thông báo cho bảo vệ.
Cô lo lắng về sự an toàn của gia đình nên gọi điện để xác nhận tình hình. Mẹ cô nói chuyện với cô, cảnh báo cô đừng gọi báo cảnh sát vì bọn cướp vẫn còn ở đó. Nhưng đã quá muộn, cô đã gọi rồi. Nhận thức được rằng cảnh sát đã được thông báo, bọn cướp quyết định rút lui, mặc dù một trong số chúng ban đầu còn do dự. Cảnh sát quận Richmond đã phản ứng với cuộc gọi từ ngân hàng. Họ biết được rằng vụ cướp đã được thực hiện ngay bên kia sông. Kenneth Poole, người thực hiện điều tra chính đã nói về việc họ đã gửi thông báo đến văn phòng cảnh sát trưởng quận Edgefield thông báo về khả năng gia đình nạn nhân vẫn đang bị giữ làm con tin. Điều tra viên Don Bullock của văn phòng cảnh sát trưởng quận Edgefield đã nhận được thông báo. Chúng ta đã có một tình huống con tin và gia đình, hãy phản ứng với mọi thứ bạn có, càng nhanh càng tốt. Mặc dù họ đã được thông báo rằng gia đình đã gọi điện báo bọn cướp đã rời đi, nhưng họ phải kiểm tra chắc chắn để tránh trường hợp đó chỉ là một trong những thủ đoạn của bọn tội phạm. Các phó cảnh sát đã tiếp cận nhà của Shaw và yêu cầu những kẻ xâm nhập có thể còn lại ra đầu hàng. Tuy nhiên, tất cả bọn chúng đã đi mất và gia đình đã an toàn. Sau khi kiểm tra, họ nhận ra rằng không ai bị thương về mặt thể chất, nhưng dự đoán sự kiện này để lại ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tinh thần của họ. Gia đình Shaw đã được yêu cầu mô tả những kẻ tấn công bằng chi tiết, nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy mặt của chúng. Điều duy nhất họ biết về bọn chúng là họ là những người đàn ông da đen, có vũ trang và dễ bị kích động. Parker đã thông báo cho cảnh sát rằng bọn cướp đã lấy đi chiếc xe của con rể ông. Các phó cảnh sát đã phát đi một thông báo truy nã vì vụ việc liên quan đến một vụ cướp ngân hàng. Cơ quan chức năng quận Richmond đã thông báo cho FBI. Đặc vụ Cherry Jones của cơ quan thường trú Augusta, Georgia đã đến để phỏng vấn Amy. Bạn còn nhớ rằng tên cướp đã đi cùng cô đến ngân hàng tháo mặt nạ. Amy đã nhìn thấy mặt của hắn và mô tả diện mạo của hắn. Cô cũng chỉ ra hướng hắn bỏ chạy. Cô đề cập đến khả năng đã chụp được hình ảnh của hắn và thông báo đến đặc vụ Jones về các camera trên máy ATM. Thật không may, không có bất kỳ đoạn phim nào từ camera. Thực tế, camera chỉ có thể được kích hoạt bằng cách đưa thẻ vào máy và vì nó không có thẻ nào được sử dụng nên nó không hoạt động. Ngay cả khi camera an ninh bên trong ngân hàng cũng không ghi lại được gì. Nói cách khác, không có manh mối nào có thể dẫn đến việc bắt giữ các tên tội phạm. Đó là khởi đầu của quá trình tìm kiếm bằng chứng tại hiện trường tội phạm North Augusta. Điều tra viên Bullock được thông báo về sự cố, các chuyên gia kỹ thuật từ Cục Thực thi Pháp luật Nam Carolina đã được mời đến. Họ tìm thấy dấu giày dính dầu ở trên gara, một trong những tên cướp đã chắc hẳn đã vô tình dẫm vào dầu, khiến giày của hắn ta để lại dấu vết trên sàn. Các dấu vết được chụp ảnh làm bằng chứng trong trường hợp tìm được nghi phạm. Các chuyên gia kỹ thuật cũng lùng sục khắp nhà tìm kiếm bằng chứng khác. Sau đó, họ đã thu hồi được một viên đạn duy nhất từ khẩu súng đã bắn trong phòng khách. Đó là viên đạn từ khẩu súng cỡ nòng 38. Họ tiếp tục tìm kiếm dấu vân tay nhưng không có gì. Rõ ràng bọn cướp đã đeo găng tay trong suốt thời gian gây án. Ở đầu đường lái xe vào nhà, các điều tra viên cũng phát hiện ra một chiếc xe bị mắc kẹt trong mương. Họ nghi rằng những người trong xe là những kẻ tình nghi đã lấy xe gia đình của Shaw. Ngay khi xe bị mắc kẹt trong mương và không thể lấy ra được, chúng đã phải bỏ chạy để tránh bị bắt. Một lần nữa, các chuyên gia kỹ thuật thu được một số dấu vân tay từ chiếc xe, bổ sung vào danh sách bằng chứng. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Gần hiện trường, họ thu hồi được một số vật dụng được cho là rơi ra từ những kẻ đang chạy trốn. Các vật dụng bao gồm một khẩu súng ngắn, một khẩu súng cỡ nòng 357 Magnum, quần áo, mặt nạ và găng tay. Trước khi phát hiện ra những bằng chứng này, cảnh sát gần như không có thông tin gì để làm việc. Tuy nhiên, với những bằng chứng mới thu thập được, họ có thêm nhiều thông tin để điều tra. Khi đã có mô tả chi tiết về bọn cướp, cơ quan chức năng Nam Carolina và Georgia đã phát đi thông báo tìm kiếm 3 người đàn ông đeo mặt nạ và đã bắt giữ gia đình của Shaw làm con tin và cướp ngân hàng. Trong vòng 1 giờ, có một cuộc gọi khẩn cấp từ một phó cảnh sát ngoài giờ làm việc. Anh ta đang trên đường đến nhà của Shaw thì phát hiện ra 2 người đàn ông phù hợp với mô tả. Anh ta tiến hành thẩm vấn họ. Nhưng sau này được tiết lộ bởi điều tra viên Don Bullock, 2 người đàn ông này đã khai rằng họ đang chơi bóng rổ tại một nhà thờ. Người ta đang mong đợi rằng họ sẽ có một số đứa trẻ đi cùng hoặc ít nhất là mang theo một quả bóng rổ hay dụng cụ liên quan, nhưng họ không có gì cả. Không lâu sau đó, lực lượng hỗ trợ đã đến nơi, mặc dù nhà thờ mà 2 người đàn ông đề cập là sân bóng rổ, nhưng có đủ bằng chứng cho thấy sân không có đèn. Vậy làm sao họ có thể chơi bóng rổ trong bóng tối? Vì thế lời khai của họ là không hợp lý. Viên phó cảnh sát đã đề nghị 2 người đàn ông theo anh ta đến một điểm tập kết của cảnh sát gần nhà trọ để tiếp tục thẩm vấn và họ đã đồng ý. Sau đó họ được xác định là Daniel Evans và Lamarco Roscoe. Tại ngân hàng, đặc vụ FBI Cherry Jones đã được thông báo về 2 người đàn ông đang bị giam giữ. Vì nhân chứng là Amy đã ở trong tình trạng ổn định và an toàn, Jones đã quyết định rời khỏi ngân hàng và đi đến Nam Carolina để thẩm vấn các nghi phạm. Đến nơi cùng lúc với các nghi phạm, John và điều tra viên cảnh sát Kenneth đã quyết tâm thẩm vấn các nghi phạm riêng biệt. Đây là một chiến lược tốt giúp họ khám phá ra những sự thật về vụ án. Mỗi người thẩm vấn sẽ nói với một nghi phạm rằng người kia đã thú nhận và điều tốt nhất là họ nên làm cũng thú nhận để được giảm nhẹ hình phạt. Ban đầu các nghi phạm vẫn khăng khăng rằng họ đang chơi bóng rổ.
Nhưng khi họ gặp phải khó khăn về việc chứng minh vị trí chính xác của mình vào thời điểm gia đình Cho đang bị bắt giữ làm con tin, các điều tra viên nghi ngờ rằng họ có liên quan đến vụ án. John, trong khi thẩm vấn Josh Cole, đã cố gắng tìm ra nỗi sợ hãi và điểm yếu ớt lớn nhất của anh ta, và đó chính là án tử hình. Khi nhận ra nỗi sợ hãi này, John đã đe dọa Josh Cole bằng án tử hình nếu anh ta từ chối thú nhận. Cuối cùng, Josh Cole đã thừa nhận liên quan của mình trong vụ án. Theo lời khai của anh ta chỉ biết tên của kẻ cầm đầu trong nhóm là Chris, với họ của hắn bắt đầu bằng chữ B. Ngay khi anh ta đề cập đến cái tên này, một sĩ quan quen thuộc của khu vực đã nhận ra người được mô tả là Chris Buck. John đã chuyển sang thẩm vấn nghi phạm thứ hai là Daniel Evan. John đã thông báo với Evan rằng Josh Cole đã thú nhận, điều này khiến cho Evan bắt đầu kể lại câu chuyện về vụ cướp mà không cảnh sát nào cần thúc giục. Evan cũng gọi tên Chris Buck và nghi phạm thứ ba. Từ các cuộc thẩm vấn, cơ quan chức năng đã tìm ra Buck là kẻ chủ mưu sau vụ cướp, trong khi Josh Cole và Evan chỉ là những kẻ theo sau. Ba người đàn ông đã ở lại cùng nhau vài ngày trước khi họ cướp ngân hàng. Ba người đã lên kế hoạch chi tiết để thực hiện vụ án thành công. Sau khi John đã hoàn thành cuộc thẩm vấn sơ bộ, ông cũng biết được rằng một số điện thoại nhắn tin đã được thu hồi từ một trong những nghi phạm. Một sĩ quan đã gọi đến số điện thoại đó và người nhận cuộc gọi tự xưng là Chris Buck, kẻ chủ mưu họ đang tìm kiếm. Không cần hỏi, Buck đã nhanh chóng đưa ra lời biện hộ và tuyên bố rằng hắn ta đã ở cách đó 100 dặm tại Mount Vernon, Georgia. Bằng cách làm như vậy, hắn ta đã tự khiến mình bị nghi ngờ vì cơ quan chức năng đã biết địa chỉ nhà của hắn. Họ đến nhà tìm Buck nhưng hắn ta đã không ở đó. Buck đã bỏ trốn. Suốt tháng 10 năm 1995, cơ quan chức năng đã tích cực tìm kiếm Buck vì vai trò của hắn ta trong vụ bắt cóc có vũ trang và cướp ngân hàng. Theo yêu cầu của các đặc vụ FBI và phó cảnh sát quận Richmond, mẹ của Buck đã gọi điện cho hắn ta trên điện thoại di động, khuyên hắn ta ra đầu thú. Sau đó Buck đã đi cùng bạn gái vào khoảng 1 giờ sáng. Lúc 19 tuổi, Buck đã trong thời gian quản chế vì tội trộm cắp và trốn thoát khỏi một trung tâm giam giữ. Các điều tra viên đã đưa Buck và bạn gái của hắn ta vào thẩm vấn. Buck đã thừa nhận khi biết hai người là Daniel Evans và LaMarco Roscoe, nhưng lại phủ nhận liên quan đến vụ bắt cóc và cướp ngân hàng. Theo lời của Buck, hắn ta đang ở cùng bạn gái và một người bạn gái khác tại Mount Vernon, Georgia để xem phim. Tuy nhiên, khi hai cô gái được thẩm vấn, lời khai của họ lại không khớp với câu chuyện của Buck. Nhận ra những lời nói dối của mình đã bị vạch trần, Buck đã thay đổi lời khai. Hắn tuyên bố rằng, tôi đang tham gia vào một vụ buôn bán ma túy ở Atlanta, Georgia. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng vẫn không tin. Sau khi thẩm vấn thêm, Buck đã cuối cùng đã thừa nhận liên quan đến vụ án, nhưng tuyên bố rằng, tôi là một phần của một tổ chức tội phạm lớn hơn và không thể tiết lộ thêm vì lo sợ sự an toàn của gia đình. Buck vì thế đã không thể nhận toàn bộ trách nhiệm. Cuối cùng, Buck đã bị buộc tội nhiều tội danh, bao gồm cướp xe, bắt cóc và cướp ngân hàng có vũ trang. Hai đồng phạm của hắn là Evan và Roscoe đã nhận tội trộm cắp theo luật tiểu bang và bị kết án 30 năm tù. Đối với Buck, vụ án chống lại hắn ta vẫn đang tiếp diễn. Không có bằng chứng khoa học nào trực tiếp liên kết với Buck với các tội ác. Tuy nhiên, lời khai của nạn nhân và gia đình cô ấy đã giúp xây dựng vụ án chống lại hắn. Buck sau đó đã bị kết tội bởi tất cả các tội danh và có thể bị kết án tù chung thân và không được ân xá. Trong khi chờ tuyên án, Buck bị giam giữ tại trung tâm giam giữ quận Columbia. Đáng ngạc nhiên là vào ngày 27 tháng 3 năm 1996, hắn ta đã tìm cách trốn thoát cùng với một tù nhân khác, tên là Jerome Ferguson Bay. Cuộc vượt ngục đã được thực hiện trong khi công trình xây dựng đang diễn ra tại nhà tù. Các cơ quan chức năng đã cử đội tìm kiếm, nhưng mặc dù đã tiến hành tìm kiếm rộng rãi và thiết lập nhiều chốt chặn, Buck và Ferguson Bay vẫn thoát khỏi sự truy đuổi. Cuộc trốn chạy của họ đã gây ra mối đe dọa an ninh đáng kể đối với gia đình của Shaw, khiến cho cơ quan chức năng phải nâng cao cảnh giác và thông báo cho công chúng. FBI đã thông báo cho công chúng cảnh giác với hai tên cướp ngân hàng nguy hiểm đã trốn thoát khỏi Bắc Carolina và Georgia. Sau một thời gian tìm kiếm thất vọng, một manh mối bất ngờ đã xuất hiện. Đặc vụ FBI Fender, người ban đầu đang điều tra một vụ trộm xe riêng biệt, tình cờ phát hiện ra một mối liên hệ quan trọng với Buck. Khi kiểm tra một chiếc xe bị đánh cắp liên quan đến vụ án, Fender đã phát hiện ra rằng chiếc xe đã được chuyển giao cho một trong những cộng sự đã biết của Buck. Điều tra sâu hơn cho thấy bạn gái của Buck và một đồng phạm khác đóng vai trò quan trọng trong cuộc trốn thoát của hắn. Họ đã cung cấp không chỉ chiếc xe bị đánh cắp mà còn cả những vật dụng thiết yếu. Chiếc xe trốn thoát này rất quan trọng với Buck và đồng phạm Ferguson Bay vì nó tạo điều kiện cho việc rời khỏi hiện trường vượt ngục một cách nhanh chóng. Các vật dụng bao gồm quần áo và thức ăn được cất giấu chiến lược tại một địa điểm được sắp xếp trước đó để họ sử dụng. Bước đột phá trong cuộc điều tra này đã giúp ghép nối mảnh ghép của kế hoạch trốn thoát và dẫn các nhà chức trách đến một khách sạn nơi bạn gái của Buck đang làm việc. Sau khi thẩm vấn bạn gái và cộng sự của cô ta, cuối cùng những thông tin quan trọng về hành tung của Buck và mạng lưới hỗ trợ của hắn ta trong quá trình chạy trốn đã bắt đầu lộ diện. Buck và Ferguson Bay đã sử dụng chiếc xe bị đánh cắp để tiếp tục chuỗi tội ác của mình, bắt đầu một loạt vụ cướp ngân hàng dọc theo bờ đông. Do có tiền án vượt ngục, họ đã trở nên táo bạo hơn và nhắm vào nhiều tổ chức tài chính hơn. Chiếc xe vốn đã trở thành một bằng chứng quan trọng, cuối cùng được phát hiện ở Lumberton, Bắc Carolina.
Chúng đã cướp một ngân hàng bằng súng, buộc các nhân viên phải tuân theo yêu cầu của chúng. Vụ cướp đem lại cho Buck một số tiền lớn, nhưng hoạt động tội phạm của họ vẫn không dừng lại ở đó. Ngay sau vụ cướp ngân hàng, chúng tiếp tục thực hiện một vụ cướp xe táo bạo. Chúng phục kích một cặp vợ chồng đang làm việc trong gara của họ và đe dọa. Cặp vợ chồng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giao nộp chiếc xe cho hai tên cướp. Mặc dù hành động của nhóm này đã khiến các nạn nhân bị sang chấn tâm lý, nhưng họ vẫn có thể cung cấp những mô tả dẫn đến việc tìm lại được chiếc xe bị đánh cắp. Tuy nhiên, Buck và Ferguson Bay vẫn không nao núng. Chúng di chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác, vượt qua sự truy đuổi của các cơ quan thực thi pháp luật đang tìm kiếm cách bắt giữ chúng. Khả năng tránh bị bắt trong khi vẫn tiếp tục hoạt động tội phạm của chúng khiến chúng trở thành mối đe dọa dọc theo bờ đông. Cuối cùng, các tên tội phạm đào tẩu cũng bị phát hiện ở New Jersey, nơi họ cướp thêm nhiều ngân hàng. Vì FBI đang truy lùng những tên tội phạm này, họ đã theo dấu vết các vụ cướp, thu thập thông tin từ công chúng, bao gồm cả các nhân chứng. Cuối cùng, FBI đã nhận được một tin báo dẫn họ đến một nhà nghỉ ở Lynnhurst, New Jersey, nơi họ tin rằng Ferguson Bay đang ẩn náu. Dựa trên thông tin này, các đặc vụ FBI cùng với lực lượng thực thi pháp luật của địa phương đã bao vây nhà nghỉ. Không khí căng thẳng đã bao trùm khi họ thiết lập vòng vây, chuẩn bị cho một cuộc đối đầu có thể xảy ra. Các tên tội phạm đang trở nên nguy hiểm hơn. Ngoài ra, có một đội SWAT cũng được triển khai để đảm bảo thành công của chiến dịch. Sau một cuộc đối đầu thử thách quyết tâm của cả các bên đặc vụ lẫn Ferguson Bay, đội SWAT đã xông vào. Họ tìm thấy Ferguson Bay bên trong, hắn được trang bị một khẩu súng đã nạp đạn và đang sở hữu một số lượng lớn tiền mặt đã bị đánh cắp, có khả năng là từ một trong những vụ cướp ngân hàng gần đây. Ferguson Bay đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, vẫn không thấy dấu vết của đồng phạm Buck, khiến cơ quan chức năng phải tiếp tục cuộc truy đuổi không mệt mỏi đối với tên tội phạm khó khăn nhất này. Ferguson Bay đã bị đưa ra tòa, bị kết án 19 năm tù vì liên quan đến chuỗi vụ cướp ngân hàng và trốn thoát khỏi nhà tù. Còn Buck, kẻ chủ mưu đứng sau các tội ác, vẫn tiếp tục lẩn trốn và tránh bị bắt giữ. Lúc này, FBI đã nhận ra mối đe dọa của Buck gây ra và đặt tiền thưởng $10,000 cho ai bắt được hắn. Họ đưa hắn ta vào danh sách 10 tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất, biến việc bắt giữ hắn ta thành ưu tiên hàng đầu. Cuộc săn lùng Buck ngày càng gay gắt, với các cơ quan thực thi pháp luật ở nhiều bang trong tình trạng báo động cao độ. Bước đột phá cuối cùng cũng đến từ một nguồn tin bất ngờ. Một công dân bình thường đã nhận ra hắn ta từ một chương trình truyền hình, những tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất của Mỹ, và đã cung cấp thông tin cho FBI về vị trí có thể của Buck. Người này nghi ngờ hắn ta đang ẩn náu tại nhà của một mục sư ở Atlanta, Georgia. Vào ngày 9 tháng 5 năm 1996, các đặc vụ FBI phối hợp với cảnh sát trưởng địa phương đã vào địa điểm được chỉ định. Lúc này, Buck, người đã sống ẩn dật, đã bị bất ngờ khi các đặc vụ xuất hiện. Hắn ta bị bắt giữ mà không gây ra sự cố nào, chấm dứt cuộc chạy trốn kéo dài nhiều tháng. Trong người hắn có một khẩu súng ngắn bán tự động và một số tiền lớn. Việc bắt giữ Buck đánh dấu một chiến thắng quan trọng cho FBI và mang lại sự nhẹ nhàng và bình yên cho các cộng đồng đã bị khủng bố bởi các hoạt động tội phạm của hắn. Đã đến lúc hắn ta phải đối mặt với hậu quả của những hành động của mình. Tuy nhiên, việc bắt giữ hắn không chấm dứt mối đe dọa từ hắn. Chỉ 6 tuần sau khi bị bắt lại, trong khi đang chờ xét xử, hắn ta trốn thoát khỏi phòng giam. Buck đã sử dụng một lưỡi cưa để cắt cửa sổ và leo qua hàng rào kép. Mọi nỗ lực bao gồm việc sử dụng chó theo dấu và công nghệ hồng ngoại để truy tìm hắn ta đều không mang lại kết quả cao. Nhiều ngày trôi qua mà vẫn không có dấu hiệu nào của Buck. Tuy nhiên, vài ngày sau đó, một cảnh sát trưởng ngoài ca trực ở Abring, Georgia, nghĩ rằng anh ta đã nhìn thấy ai đó trông giống như Buck. Theo cảnh sát này, người đàn ông anh ta nhìn thấy đang khập khiễng, có vẻ như đang bị thương. Viên cảnh sát ngay lập tức thông báo cho đồn và các sĩ quan được điều động đến khu vực. Sau khi lùng sục khu vực, họ tìm thấy một người đàn ông trong khu rừng phía sau một trường học, bắt giữ hắn. Hóa ra đó chính là Buck, tên tội phạm đào tẩu đã bị bắt lại. Lần này, họ đảm bảo hắn ta sẽ không thể trốn thoát được nữa. Hai tuần sau, Buck đã bị kết án vì tội cướp ngân hàng ở Augusta và bắt cóc Amy Shaw cùng với gia đình của cô. Vào ngày 11 tháng 7 năm 1996, thẩm phán quận đã tuyên án Buck tù chung thân cộng thêm 5 năm vì tội âm mưu cướp ngân hàng qua vũ trang. Ngoài bản án tù, Buck còn phải đối mặt với những hình phạt tài chính đáng kể cho các tội ác của mình gây ra. Tòa án áp đặt khoản tiền bồi thường tổng cộng $89,270 để đền bù cho các nạn nhân trong các vụ cướp và một khoản tiền phạt lớn lên đến $50,000. Những nghĩa vụ tài chính này nhằm mục đích cung cấp một mức độ công lý và răn đe. Tuy nhiên, đến ngày 6 tháng 3 năm 2008, Buck chỉ mới trả được một phần nhỏ của những khoản tiền này với chỉ $4,054 đã được thu hồi. Buck cũng được thu án tại nhà tù liên bang ở Leavenworth, Kansas, một cơ sở nổi tiếng với an ninh cao và giam giữ một số tội phạm nguy hiểm nhất ở Hoa Kỳ. Hắn ta bị kết án mà không có khả năng được ân xá. Nói cách khác, trong điều kiện bình thường, hắn ta sẽ phải dành phần đời còn lại của mình sau song sắt. Sức nặng của hình phạt này chỉ để lại cho Buck một lựa chọn duy nhất, đó là vượt ngục. Đúng với danh tiếng là một tên tội phạm cứng đầu, Buck đã cố gắng trốn thoát khỏi nhà tù chỉ vài tuần sau khi bắt đầu thụ án. Hắn ta đã trốn dưới một chiếc xe tải giặt của nhà tù. Tuy nhiên, hắn ta đã bị phát hiện trước khi chiếc xe tải đến được cổng trước. Sau khi nỗ lực trốn thoát thất bại, Buck đã nhanh chóng bị các nhà chức trách nhà tù bắt lại.
nhận thấy mối đe dọa dai dẳng mà hắn ta gây ra và rõ ràng là Buck luôn muốn trốn thoát một khi ở trong tù. Họ đã quyết định cần có những biện pháp nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn bất kỳ nỗ lực trốn thoát nào trong tương lai. Do đó, Buck đã chuyển đến nhà tù liên bang an ninh tối cao nhất ở Atlanta, Georgia. Cơ sở này nổi tiếng với các quy trình an ninh đáng gờm, được thiết kế để giam giữ một số tù nhân nguy hiểm và có nguy cơ cao nhất trong hệ thống nhà tù liên bang. Nhà tù này có các tính năng an ninh nâng cấp, bao gồm nhiều lớp giám sát, rào sắt được gia cố mạnh mẽ và sự theo dõi liên tục bởi các lính gác được đào tạo, khiến nó trở thành một trong những môi trường nhà tù an toàn nhất trong cả nước. Trong bối cảnh này, việc trốn thoát sẽ khó khăn hơn rất nhiều nếu như không muốn nói là gần như là không thể. Việc chuyển đến Atlanta nhằm mục đích giảm thiểu khả năng Buck có thể thực hiện thêm bất kỳ sự nỗ lực trốn thoát nào, đảm bảo rằng hắn ta sẽ tiếp tục ở sau song sắt để thụ án. Sau đó Buck được chuyển đến trại cải huấn liên bang Thompson, nơi hắn ta bị giam giữ đến ngày nay. Kể từ đó, không có bất kỳ ghi nhận nào về việc hắn ta đang cố trốn thoát một lần nào nữa. Và đó là kết thúc của người đàn ông đang gieo rắc nỗi kinh hoàng tại bờ đông nước Mỹ và đặc biệt là các ngân hàng trong một loạt các vụ cướp. Nếu bạn cảm thấy video này thú vị, đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để xem thêm nhiều video thú vị khác nha. Xin chào và hẹn gặp lại!